cuộc thi khá căng thẳng, làm cho nhiều thí sinh đã phải rất mệt mỏi, đang cố gắng bình tĩnh để lấy lại chút gọi tự tin lên sân khấu. Còn đây là phần gọi hậu kỳ của make up. Rồi đây, đây ông mối đây. Có thể chia sẻ với khán giả một tí xem nào. Là... ông hối, đây là ông hối. Vâng. Thì là như nào nhỉ? Tí nữa chú, nếu mà được chú cắt thì chú nhé. Thực ra thì hôm nay là mấy ngày quyết định, ngày sau khoảng gần một tháng tập luyện thì hôm nay là ngày diễn. Ngày diễn. Thực sự đây cũng có cảm giác là hồi hộp. Hồi hộp. Nhưng mà cứ thế tự tin. Lên thắng. Lên quyết quát mạnh vào nhá, quát mạnh như hôm qua nhá. Cháu chơi hết. Ông hối mà. Đây. Bộ phận gọi là cũng rất tẩy mông, 6 mông rồi. Đây cái này em Huyền mà. Mũ đâu? Đằng sau hậu trường đấy. Chụp ảnh à. Khủng khiếp. Thi xong rồi rất thoải mái đúng không? Các huấn luyện viên